Đón em về nhà sau buổi chiều tăng ca, đoạn đường vẫn thế sao hôm nay xa quá. Rồi bỗng nhiên em không muốn về nhà, rồi bỗng nhiên anh cũng muốn đi xa. Mình sống giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp em ơi, mà đôi khi thấy lòng mình chơi vơi. Dòng người đạo điên đôi khi khiến ta rối bời, hay là cứ theo anh mình đi đến nơi. Bỏ em vào ba lô, đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô. Xây một căn nhà gỗ ở mãi xa tận ngoài ô,